Xin chào các bác yêu thích năng lượng mặt trời. Hôm nay là 11 tháng 11 năm 2024. Hôm nay thì Solar Nghiên nhà em sẽ hướng dẫn mọi người là lắp cái bộ biến tần và pin lithium mới nhất của thằng Lux Power nhé. Cái bản này thì em đã quay cho mọi người từ hôm rất lâu rồi, nhưng mà nó cứ bận công trình ấy. Hôm nay thì mới xếp lên mà để hướng dẫn mọi người là về tự đấu lối đấy. Một số bác đã mua bên em rồi nhưng mà vẫn chưa có video để đấu lối, thì hôm nay tiện em sẽ giới thiệu qua một chút về sản phẩm và hướng dẫn mọi người là đấu lối và kết nối các cái cổng của nó nhé, làm sao mà cho nó gọn gàng. Đấy. Ở đây là bộ pin, có hai bộ pin lithium của Lux Power. Dòng máy biến tần này gọi là máy EcoVest, tức là hệ thống all in one, tức là tất cả trong một, bao gồm có biến tần và pin lưu trữ. Hai khối pin ở bên dưới này các bác nhìn thấy đây, là mỗi một khối là nó là 100 Ah nhé. Hai khối là hai cái bộ hai khối này nó sẽ lưu được là hơn 10 số điện một chút. Đấy, và trên đây là con biến tần Eco. Con biến tần EcoBest này thì nó giao diện mà cách cài đặt nó giống như con Lux Power phiên bản SLA thôi. Thế nhưng mà là cái máy biến tần này sẽ được bảo hành 5 năm và bộ pin lưu trữ này được bảo hành 5 năm. Bảo hành 5 năm đây là bảo hành vật lý, còn bảo hành dung lượng sẽ được bảo hành 10 năm. Tức là cái dung lượng của quả pin này sẽ được đảm bảo là sử dụng được trên 10 năm. Đấy là cam kết từ nhà sản xuất. Còn cái biến tần này sẽ được bảo hành 5 năm nhé. Mặc dù nó là biến tần quạt gió giống như con Lux SLA bản phổ thông, và giá nó chỉ đắt hơn con SLA bản phổ thông một chút xíu thôi, nhưng mà cái bảo hành thì lại được bảo hành tới 5 năm. Đấy. Nên là các bác mua thì có thể là mua một quả pin dưới này, hoặc là mua con máy biến tần trên này. Tất cả các sản phẩm này đều được bán rời. Còn ghép theo bộ của nó thì có thể là ghép hai khối, thì là một pin lưu trữ và một máy biến tần, hoặc là sẽ ghép thành ba khối là hai pin lưu trữ và một máy biến tần. Ngoài ra thì cái bộ này nó cũng có thêm một tính năng mở rộng là chúng ta có thể lắp thêm được các cái battery khác vào cổng bên cạnh này. Đấy. Đây. Đấy thì nó sẽ có phần lắp thêm. Thì hôm nay em sẽ quay qua một chút về cái thông số của con máy nhá. Đấy, và cách mọi người đấu lối về tự đấu lối. Cái này thực ra nó là sản phẩm all in one, tất cả thiết kế trong một nên ra là rất là dễ lắp đặt. Mua sản phẩm này, cái biến tần này có tên là EcoBest 6000, điện áp là 480V DC, 120-385 là giải hoạt động tốt nhất, và có hai sợi sinh đầu vào 25/25A, 17/17A. Nó phù hợp tất cả những cái tấm pin đang có mặt thị trường, bao gồm tấm 750W đổ lại nhé. Công suất PV vào là 8000W. Đấy. 8000W thì mọi người có thể lắp là 18 tấm 450 hoặc 20 tấm 450. Hoặc là mọi người có thể là lắp tấm 580 đều được hết. Đấy. Công suất giải mã tối đa của nó là 8000W này. Công suất PV đầu vào thì hai dàn mỗi dàn tối đa 10 tấm. Còn ACQUI ở đây là ACQUI Lion Battery nhá. Cái này thì nó khuyến cáo là không sử dụng ACQUI trì, sử dụng ACQUI đi theo đồng bộ của nó để được bảo hành dài hạn. Điện áp là 38.4-60V, điện áp hoạt động bình thường là 51.2V. Dòng sạc điện áp sạc tối đa 57.2 này, điện áp cắt là khuyến cáo là 49V này. Cái thiết kế theo nó là 200 Ah, 10.24 kWh. Công suất là 6000W này. Khi mất điện cũng ra được 6000W và dòng xả là 140A. Cái bộ này thì nó có Atomat của pin lithium kèm luôn rồi. Đây này, ở trong con biến tần nó có AT luôn. Đây, các bác không phải mất tiền mua AT lithium nữa. Cách thiết kế thì người ta đấu lối dây ở trong cái hộp này và nó có lắp đậy cả nhà nhé. Dây thì họ đấu này. Ba âm của quả số 1 sang âm quả số 2. Âm của quả số 2 tức là quả bên dưới này sẽ truyền lên cái bộ pin, bộ biến tần. Đấy, dương của quả số 2 đấu với dương quả số 1, và dương của quả số 1 là sẽ lên biến tần nhá. Tức là phương pháp là hai quả pin đấu song song với nhau, nhưng mà dây điện đấy là dây điện chéo. Tất cả các dây điện này nó đi kèm máy rồi nhá. Đấy, dây của nó là dây 35, dây đồng rất là to. Làm theo tiêu chuẩn nhà máy chứ nó không điêu như một số bác bán là chỉ sử dụng có dây 16 với dây 25 để chạy cho cái máy 6 khí là nó rất là lóng dây. Cái tiêu chuẩn nhà máy người ta đang dùng ở đây là dây 2AVG. 2AVG 105 độ C này. Đấy. Dòng 105 độ này nó sẽ rẻ hơn là dòng 200 độ C nhé. Nhà em đang bán là 200 độ C cơ. Đây là 2AVG 105. Đây là pin giao tiếp. Pin này là của hãng Hila sản xuất nhé.
Nên là do cái bảo hành vật lý là bảo hành 10 năm và bảo hành 5 năm, còn bảo hành dung lượng, tức là dung lượng của nó là đủ 200 AH là bảo hành 10 năm. Còn đây là cái này là cái ốc để mọi người treo nó vào tường này để tránh nó ngửa ra. Đây em đang xếp là nó sẽ lung lay nhá. Còn khi lắp ráp là các bác nó sẽ có cái tai này, có tai và ốc đi theo ở trong hộp rồi. Để mọi người treo nó vào tường là treo nó vào đây này. Đấy, treo vào tường nhá. Con ốc này là điều chỉnh cho nó phù hợp với cái tường của mình này. Ba bộ này xếp chồng lên nhìn nó rất là đẹp, lịch sự. Ở bên này nó sẽ có gió nó thổi ra ở đây. Con máy này thì nó sử dụng ba cái quạt gió. Đây là thông tin của bộ pin lithium này, các bác có thể xem qua thông tin nhé. Bộ pin lithium này có tên là Lux Power 12, tức là của hãng Lux Power đặt riêng cho con máy biến tần này luôn. Nên là các bác yên tâm về cái chất lượng của sản phẩm. Điện áp nạp là 57,2V, điện áp cắt là 49V, công suất là 100A. Dòng sạc xả tối đa là 100, khuyến cáo là 50, dung lượng là 100 AH này. Đấy, đây, nó ghi đây. Lux Power Technology này. Đấy là bộ pin này. Pin thì được bảo hành 5 năm nhé. Họ làm rất là hàng, rất là khôn và chắc chắn. Nên nó cũng xứng cái đồng tiền bát gạo thôi. Màn hình cài đặt thì giống như con máy SLA thôi. Còn cái này thì cài đặt wifi và kết nối thì gọi là quá đơn giản rồi. Đây, cái phần bắt đây em chỉ qua một chút cho các bác có thể ở nhà tự bắt đấy này. Cực dương là sẽ bắt cái cực dương là bắt vào đây nhá. Cực cái bộ pin này sẽ được ngắt cực dương. Đây là một chiếc automat 200A này. Đấy, một chiếc át khối 200A. Đấy thì là nó sẽ ngắt cực dương ở đây. Đấy, sau đó là đi vào. Còn cực âm thì đấu trực tiếp đây. Đấy. Nên là trong hệ thống pin lithium hoặc là hệ thống ắc quy là hầu như người ta chỉ ngắt cực dương nhá. Nên là các bác không cần phải sử dụng nhất thiết là phải mua cái loại át ngắt 2P đâu. 2P thì chắc chắn nó sẽ an toàn hơn, nhưng mà phổ thông là người ta sẽ sử dụng cái át 1P như thế này. Ở đây thì với những bác nào mà có thể mở rộng thêm pin lithium thì chúng ta có thể lối pin vào đây này. Đấy, nó có hai cái cầu ở đây sẵn nhé, xỏ dây qua đây và lối vào đây. Đấy, lấy trong trường hợp là ví dụ như là muốn mua thêm hai quả như này nữa, hoặc là mua thêm một quả 280 bên ngoài thì chúng ta dúi nó vào hai cái cổng này, cầu đấu ở đây là được. Cái wifi thì sẽ cắm ở cái góc này. Cổng Leon CAN RS485 là cắm ở đây. Đấy, nó truyền xuống dưới này nhá. Đấy, nó truyền vào cái cổng CAN này này. Đấy, các kết nối thì truyền đây. Cổng thứ hai là cổng CT, còn đây là cổng parallel để đấu song song hai bộ pin này với nhau, à hai cái bộ biến tần này với nhau. Là nó đều cho phép tăng công suất lên 12 kW nhé. Ở đây nó sẽ có ba cái quạt giống như con SLA này. Các cái phần khung đấu lối thì nó cũng giống như SLA thôi. Đây là có năng lượng đầu vào, dàn pin số 1, dàn pin số 2. Ở đây người ta không ghi là PV1, PV2 mà người ta ghi là A và B. AC input là dây điện 220V, mọi người đấu ở đây này. Đấy, phần đấu lối cực kỳ đơn giản. PE là chân tiếp địa này. AC output là điện ra để chúng ta sử dụng khi mất điện nhá. Khi mất điện thì các bạn sẽ lấy điện ở đây ra đưa vào cổng số backup của cái ATS ấy. Đấy, để lấy điện ra khi mà mất điện. Còn trên cùng này là máy phát điện mà chúng ta sẽ đấu ở đây. Quy tắc đấu là dây lửa và dây nguội nhá. Dây nguội bên trên, dây lửa bên dưới đây. Đấy, các bác có thể nhìn thấy này. Có máy phát điện này, điện ra AC output này, điện vào AC input này. Còn đây là cái DC switch này. Đấy, con này nó xịn sò hơn con SLA, là nó có tới một cái DC switch để tắt bật ở đây. Đấy, công tắc tắt bật máy này. Đấy. Các cổng kết nối thì nó sẽ chui ra ở đây. Cái này thì cũng được làm để chống côn trùng, chống các cái con thạch thùng nó chui trong đây rồi. Đấy, khi các bác luồn dây vào là nó sẽ kín hết, nằm lắp thành một cái thể thống nhất, nhìn nó rất là đẹp và lịch sự. Đấy, dây CT thì luồn qua đấy nhá. Đây CT đây. CT là luồn qua đây, còn đây em là em cắm vào để cho máy nó chạy thôi. Con máy Lux Power phiên bản EcoPet này thì cao hơn con cao hơn con Lux Power SLA một chút. Còn bộ pin này thì có giá chỉ có hơn 20 triệu thôi. Một bộ này thì có giá là chắc tầm khoảng 60 triệu. Chưa tới 60 triệu đâu. Để em làm xem loại giá thì các bác nào cần chi tiết thì có thể liên hệ nhé. Số điện thoại bên em là 0987 00 69. Để được báo giá chi tiết cụ thể, ví dụ những sản phẩm mua kèm những cái gì và được tặng kèm những cái gì. Bên em sẽ chi tiết cho mọi người qua Zalo.
Rồi, cảm ơn mọi người đã quan tâm và theo dõi. Xin chào, hẹn gặp lại các bác ở các video tiếp theo.